Nếu bạn là một người trẻ đang trong độ tuổi từ 18 cho đến 25, chắc hẳn các bạn đã từng trải qua cảm giác tồi tệ khi vô thức bị ảnh hưởng, bị áp lực bởi ánh hào quang của bạn bè đồng trang lứa. Theo trang tạp chí tâm lý học.com, cứ 10 người thì có đến 6 đến 7 người đều bị áp lực đồng trang lứa. Có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên đi học và những người đã đi làm. Áp lực vô hình này khiến mỗi chúng ta luôn cảm thấy kém cỏi, thất bại, khao khát được thành công như người ta. Sẽ có những ngày trôi qua như vậy, khi bạn chỉ muốn thả tâm trí dạo chơi trên mạng xã hội. Nhưng càng lướt, bạn càng cảm thấy tự ti trước những bức hình xinh đẹp long lanh của người này, sự thành công hào nhoáng của người khác. Đây là lúc một dòng suy nghĩ lóe lên trong bạn: mình là một kẻ thất bại. Vậy thì nên làm gì khi cảm thấy mình là kẻ thất bại đây? Nên làm gì khi bỗng dưng chẳng có gì trong tay, chẳng có gì đeo lên cổ như một tấm huân chương? Hoặc thậm chí bạn cũng có huy chương đấy, nhưng mà của bạn không sáng và lấp lánh bằng người ta. Thế thì nên làm gì khi những kỳ vọng của bố mẹ, gia đình và bản thân đè nặng lên mình? Và những kỳ vọng này như luôn nhủ thầm vào tai bạn về việc mình không bằng người khác. Nếu như bạn hỏi Spider Room thì chúng mình xin đáp là nên bình tĩnh ngồi xuống, không cần phải lo lắng vội vàng đâu, vì đã có 5 cách vượt qua cảm giác chán nản trên những áp lực trang lứa mà tác giả Tú Anh muốn gửi đến các bạn trong bài viết Làm gì khi cảm thấy mình là đứa thất bại ở đây rồi. Trước khi vào video, các bạn đừng quên bấm vào link mà chúng mình để ở phần mô tả để đọc bài viết gốc, cũng như đọc thêm các bài viết thú vị giúp các bạn phát triển bản thân được đăng tải trên trang web của Spider Room nha. Còn bây giờ, cùng vào video thôi. Thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spy Room. Có một sự thật là không một hình ảnh xinh đẹp nào mà bạn thấy trên mạng xã hội đều tự nhiên được đăng tải, và không một thành công nào khiến bạn choáng ngợp đều dễ dàng xảy ra. Chẳng hạn như tôi, có một sự thật là mỗi bức ảnh tôi đăng lên mạng đều được chỉnh đến nát cả da trong ứng dụng chỉnh sửa có tên là VSCO. Và một khi đã chốt được ảnh để đăng rồi, tôi thường dành khoảng 15 cho đến 20 phút để nghĩ cho một dòng đề ảnh thật hài hước, hay thật ngầu, hoặc nghe có vẻ thông minh lanh lợi một chút. Tôi nhất định phải khoe những khía cạnh đẹp nhất của mình ra, bao gồm những gì mình làm và nơi mình học trên trang cá nhân. Cái gì mà cốt cán nằm trong ban chấp hành đoàn trường, rồi đang đi học ở đâu, tôi đều muốn cho người khác chú ý đến. Đến cả ảnh đại diện tôi cũng phải hỏi bạn xem cái nào đẹp nhất trong loạt ảnh được chụp thì tôi mới dám đăng lên. Thông thường thì ai cũng cho người khác thấy mặt đẹp đẽ nhất của mình trên mạng xã hội mà thôi. Cũng như khi bạn gặp một người mới, cái mà họ cho bạn thấy là một vẻ ngoài có vẻ là bình thường và vui vẻ. Mãi cho đến khi bạn thực sự bước chân vào đời của họ thì đây bạn mới biết rằng họ đã phải đấu tranh đến thế nào để có vẻ ngoài đấy. Hệt hiệu ứng con vịt, để mà nổi trên mặt nước, nó phải đạp chân điên cuồng. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là những gì bạn thấy chỉ là một phần của sự thực. Anh kia là chủ tịch câu lạc bộ trường đấy, nhưng bên cạnh đó, anh ấy có thể từng bị trượt một câu lạc bộ nào khác và cũng từng cảm thấy thất bại trước đây rồi. Hay có khi chính anh ta lại cũng đang thất bại trong một quan hệ nào đó. Hay cũng từng có khoảng thời gian mặt nổi mụn tùm lum rồi hành xử thô lỗ. Hay ngay bây giờ, khi bạn đang xem video này, anh ấy trượt vào chuối và ngã vào lùm cây bên đường. Bạn làm sao mà biết được những góc không đẹp của anh ấy chứ? Và tôi biết là có mấy cô bạn xinh gái đẹp trai kia cũng đang chỉnh sửa ảnh trong VSCO hoặc là một ứng dụng làm đẹp nào đó thôi. Nếu như bạn để ý một chút, bạn sẽ thấy mỗi con người có một định nghĩa riêng về tất cả mọi thứ. Có người định nghĩa về thành công là thế này, nhưng lại có người định nghĩa về thành công là thế kia. Giả sử với tôi, hạnh phúc đại khái là được ăn bánh mì và được uống trộm bò húc của mẹ. Nhưng đối với ai khác thì chỉ khi sang Đức học mỹ thuật mới làm cho họ nhảy cẫng lên chẳng hạn. Và dù có được ăn bánh mì, uống bò húc thỏa thê mỗi ngày, thì nó cũng chẳng làm cô ấy hay anh ấy vui lên khi không được sang Đức học mỹ thuật. Điều đấy ổn thôi, vì ai cũng khác nhau và là một vũ trụ với các quy luật khác nhau. Ở vũ trụ của tôi, xinh đẹp là người hay cười và luôn nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện. Nhưng ở phía anh này, những người xinh đẹp là người biết giúp đỡ người khác. Còn anh kia
thì xinh đẹp là đôi mắt biết nói. Đó, điều đấy không có nghĩa là anh ta là người kém cỏi hay tôi là kém cỏi vì khác anh ta. Điều đấy chỉ đơn giản có nghĩa là tôi và anh khác nhau. Mọi người đều khác nhau, họ có những điều bạn không có, nhưng bạn cũng có những điều họ chẳng có. Là như vậy đó. Điều đấy cho tôi và bạn biết rằng không thể áp đặt khuôn khổ nào cho ai. Chỉ cần chúng ta cùng hướng đến sự phát triển, mà sự phát triển chính là mục tiêu của vũ trụ, thì tốc độ nào hay cách làm nào không quan trọng, miễn là chúng ta trở thành những người tốt hơn thôi. Ai cũng thất bại hoặc cảm thấy như thế nào đó vào một thời điểm nào đó. Chẳng có ai vừa chui ra ngoài thế giới đã thành công cả. Kể cả con của một tỷ phú được bao bọc bởi mọi thứ hạnh phúc đi chăng nữa, ai cũng sẽ thất bại ở một lĩnh vực nào đó. Và vì ai cũng có thất bại của riêng họ, nên thất bại chẳng còn là vấn đề gì quá nghiêm trọng nữa. Cuộc đời chúng ta là một đồ thị lên xuống liên tục, có trồi thì phải có thụt, dám chắc là như vậy. Nếu ngay cả trong thất bại cũng không quan trọng thì cái gì mới quan trọng nữa đây? Theo tôi, đó là sự không ngừng tiến lên của bạn. Một cái đồ thị chỉ dừng lại ở vô cực. Ai mà biết được vô cực là ở đâu? Và bạn nữa, ai mới biết bạn có thể làm được những điều tuyệt vời như thế nào? Bạn có biết là một con người không thể nâng được một chiếc ô tô 1 tấn, nhưng trong thời khắc nguy hiểm để cứu đứa con bị kẹt bên dưới thì đã có bà mẹ ngoài kia làm được điều đấy không? Ai mà biết được con người có thể làm được những gì nhỉ? Tôi không xúi bạn đi nâng ô tô đâu, nhưng mà tôi xúi bạn đi tiếp một cách dũng cảm khi học được từ thất bại. Người ta học được từ thất bại, chứ lúc thành công thì không học được gì mấy. Đó. Chúng ta liên tục muốn tìm hiểu vị trí của bản thân so với thế giới, thế nên chúng ta thường tìm cách so sánh bản thân với những người khác. Và không may, trong quá trình so sánh ấy, có những lúc nó làm cho chúng ta thật buồn khi nhận thấy mình không bằng ai cả. Cảm giác mình không bằng ai và chưa làm được gì so với người khác thật là hoang mang và tệ phải không? Nhưng như những điều tôi đã nói với bạn ở trên, điều đó ổn thôi. Những cảm giác thất bại ấy không định nghĩa bạn là ai, chúng không là gì so với những gì bạn đã trải qua để đứng vững cho tới ngày hôm nay. Vậy nên, hãy cứ so sánh, nhưng mà là so sánh bản thân của bạn hiện tại so với bản thân của bạn trong quá khứ, để bạn nhận ra bạn đã tốt hơn đến thế nào. Cảm giác thất bại không xấu và không nên bị chối bỏ hay phớt lờ, nhưng để đề phòng nó sẽ dẫn tới cảm giác tồi tệ cực kỳ hoặc là phát súng bắt đầu cho những cảm xúc tệ không đáng có khác. Tôi có một số gợi ý sau đây. Đầu tiên là hãy bớt theo dõi những người hay khoe khoang đi. Chúng ta không thể bắt ai đó làm thế này thế kia theo ý của mình được. Nhưng tôi và bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh hành vi của bản thân để không vô tình cảm thấy tệ bởi hành động của họ. Bỏ theo dõi những nguồn làm mình cảm thấy không tốt trên mạng xã hội chính là vì bản thân bạn. Thứ hai là tìm kiếm những kiến thức, tự trang bị vũ khí cho bản thân để bạn có thể tiến tới mục tiêu của mình. Đọc sách này, đọc báo này. Từ đó các bạn có hiểu biết thêm về bản thân và mọi người, phát triển lên và không những bạn trở nên biết tuốt mà nó còn mang cho bạn những điều bất ngờ nữa đấy. Thứ ba, hãy giữ cho mình sự bền bỉ. Sự bền bỉ theo tôi định nghĩa đơn giản ở đây là khả năng có thể tiếp tục chiến đấu ngay cả khi đã vượt qua những thời gian khó khăn đến thế nào. Tập luyện sự bền bỉ sẽ làm bạn bất bại trước mỗi khi cảm giác thất bại ùa tới. Bạn và tôi có thể tự luyện sự bền bỉ bằng cách đơn giản là trải nghiệm nhiều hơn, thất bại nhiều hơn. Người nguy hiểm là người đã trải qua cơn ban sống ban chết và biết anh ta rồi cũng sẽ vượt qua cơ mà. Tôi thường tự hỏi bản thân câu này mỗi khi có khó khăn đến. Nếu như mà cái khó khăn này đánh ngã mình rồi thì sao? Tôi sao cơ chứ? Cuối cùng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Thật đấy, nước chảy đá mòn, đến cục đá to đùng rồi cũng sẽ mất và trở thành cát sỏi bé tí hin thì chẳng có điều gì tồn tại mãi. Chẳng có cơn đau buồn nào không bao giờ tiêu tan cả. Niệm câu này mỗi ngày, tôi và bạn sẽ ổn thôi. Và cuối cùng, sau tất cả, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chỉ cần chúng ta hướng tới một phiên bản tốt hơn, con người tốt hơn thì thất bại cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trên đây là 5 lời khuyên từ tác giả Tú Anh khi đối mặt với cảm giác thất bại hoặc sự thất bại. Hy vọng rằng những điều này sẽ giúp các bạn cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, vượt qua mọi khó khăn dễ dàng hơn và dũng cảm hơn mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like, share và subscribe kênh của Spider Room được đồng hành trên chặng đường phát triển của bản thân nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Peace!